Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối ngày 1 tháng 4 năm 2022. Con thuyền lịch sử của chúng ta hôm nay tiếp tục trôi về thời kỳ của các chúa Nguyễn và Đàng Trong trong lịch sử Việt Nam. Thì trong số trước chúng đã chia sẻ về vị chúa thứ ba uh, của nhà Nguyễn, đó chính là chúa Nguyễn Phúc Lan. Ông sinh năm 1601, mất năm 1648, hưởng 48 tuổi. Ông cai trị từ năm 1635 đến năm 1648, và ông Hai lần đánh bại cuộc xâm lấn của chúa Trịnh ở đàng ngoài và đánh tan cuộc xâm lấn của uh, các uh, chiến thuyền Hà Lan. Ông chuyển ngôi cho con là Nguyễn Phúc Tần. Và trong sự nghiệp của ông thì cũng có những giai đoạn thịnh trị, tuy nhiên cũng có những lúc mà ông uh, mải mê vào tiểu sắc và vụ tống thị, tuy nhiên thì ông đã cảnh tịch và uh, đã không bị sa đà vào uh, được ăn chơi hưởng lạc. Thì uh, trong số ngày nay chúng sẽ chia sẻ về vị chúa thứ tư của chúa Nguyễn thứ tư ở Đàng Trong đó chính là chúa Nguyễn Phúc Tần ông sinh ngày 18 tháng 7 năm 1620 mất ngày 30 tháng 4 năm 1687 hay Nguyễn Thái Tông tước Dương Quận Công và được người lãnh thổ Đàng Trong gọi là chúa Hiền là vị chúa Nguyễn thứ tư của chính quyền Đàng Trong trong lịch sử Việt Nam ông ở ngôi từ năm 1648 đến năm 1687 tổng cộng 40 năm và ông truyền ngôi cho con là Nguyễn Phúc Thái Nguyễn Phúc Tần là con trai thứ hai của Nguyễn Phúc Lan và Đoàn Quý Phi, người huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Lúc đầu Nguyễn Phúc Tần được phong làm Thái Phó, Dũng Nễ Hầu. Ông được đánh giá là một võ tướng có tài. Tháng 6 năm 1643, theo đề nghị của Chúa Trịnh, ba tàu chiến của công ty Đông Ấn Hà Nam là Godanes, Waterhorn và Vos tiến đến cửa Thuận An đánh chúa Nguyễn. Ngày 7 tháng 7 năm 1643, Thế tử Nguyễn Phúc Tần đốc xuất 50 chiến thuyền đột kích bất ngờ vào đội thuyền của công ty Đông Ấn Hà Lan. Tàu đô đốc uh, Widenes là chiếc nặng nhất và chậm nhất trong số 3 tàu đó bị 4 thuyền trèo tay đuổi kịp, đánh gãy bánh lái, đánh đổ cột buồm và bám vào hai bên mạng tàu. Thuyền viên, viên thuyền trưởng Peter Bach không hy vọng chạy thoát được nữa cho châm nửa vào kho thuốc súng và tự đốt cháy tàu. Peter Black và nhiều thủ thiểu và nhiều thủy thủ đã bị chết. Hai chiếc tàu kia theo lời của Jean uh, Gobin phải rất chật vật mới tìm được chỗ trú ở đảo Ngọc. Đuông Nguyễn Phúc Lan rất vui mừng và khen. Trước kia tiên quân ta từng đánh phá giặc biển, nay con ta cũng lại như thế, ta không no gì nữa. Tháng 2 năm 1648, Chúa Trịnh Tráng sai tiến quận công là Lê Văn Hiểu khởi binh Nam Tiến lần thứ tư, dẫn bộ binh tiến nên đóng ở đất Nam Bố Chính, còn thủy quân đánh ở cửa Nhật Nệ. Nguyễn Phúc Tần được phong làm tiết chế chủ quân và cùng vua cha ra Quảng Bình tiếp ứng, chia thủy quân phục sẵn ở sông Cẩm La, sai Nguyễn Hữu Tiến mang 100 voi đánh úp quân Trịnh lúc nửa đêm, quân bộ tiếp sau vào đánh phá, quân Trịnh thua lớn, bị thủy quân Nguyễn đánh chạy đến tận sông La mới thôi. Tháng 3 năm 1648, Thế tử Nguyễn Phúc Tần định cho quân vượt sông Danh đánh ra Bắc Bố Chính thì nghe tin chúa thượng ngã bệnh chết trên thuyền về Thuận Hóa nên phải lui binh điều hành đằng trong. Năm 1648, Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan đột ngột qua đời Thế tử Nguyễn Phúc Tần mời chú Nguyễn Phúc Trung lên gánh vác việc nước, xong ông này từ chối. Nguyễn Phúc Tần nên ngôi ở tuổi 29, thường gọi là chú Hiền. Quần thần Tôn Ông làm tiết chế thủy bộ chư dinh kiêm tổng nội ngoại, bình trương quốc trọng sự Thái Bảo, Dương Quận Công. Năm 1653, chú Hiền sai đắp đồn xa trùy ở cửa biển Nhật Nệ, bấy giờ gọi là lũy uh, Mũi Rùi, về quân sự, tháng 3 năm 1653, Chúa Hiền cho mở một cuộc duyệt binh lớn ở An Cựu, xét khí giới cùn sắc để định thưởng phạt. Theo Đại Nam thực lực tuyển biên, lực lượng thủy binh đàng trong thời chú Nguyễn Phúc Tần có khoảng 22.740 quân, bao gồm cơ trung hầu, nội bộ 60 thuyền, hai cơ tả trung hữu trung, nội thủy 58 thuyền, cơ tả trung kiên 12 thuyền. Về thi cử năm 1674, chú Nguyễn mở khoa thi gọi là thi chính đồ và thi hoa văn. Thi chính đồ chia ra làm ba kỳ: kỳ đệ nhất thi tứ lục, kỳ đệ nhị uh, thi thơ phú, kỳ đệ tam thi văn sách. Thi hoa văn thì cũng phải ba ngày, mỗi ngày chỉ phải làm một bài thơ mà thôi. Ai đậu thì được bổ vào làm việc ở Tam ti. quan chi phủ, chi huyện làm sơ khảo, quan cai bạ uh, ký nục vệ úy làm giám khảo. Vụ uh, thi thừa có người con gái là con hát quê nghệ an nhan sắc đẹp tên là thị thừa được lấy vào cung phục vụ chúa chúa hiền từ đó trở lên say mê thị thừa và bỏ bê chính sự chúa hiền cũng bỏ ra ngoài tai lời khuyên can của các đại thần trong triều cho rằng mình xưa nay đã có nhiều đóng góp cho vương triều đến giờ uh, là lúc hưởng thụ hạnh phúc của riêng mình sau đó chúa hiền đọc sách quốc ngữ đọc tới chuyện ngô vương là ngô phù sai mất nước vì nàng tây thi nên liền tỉnh ngộ lập tức sai thị thừa mang ngự bào cho trưởng dinh Nguyễn Phúc Kiều giấu bức thư trong giải áo, ngầm sai Kiều dìm nước để giết thị thừa đi. <laughs> Theo phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn từ đó, trong việc giảng võ, sửa sang khí giới, chiêu mộ người có đảm, có sức, tập trận voi, luyện thủy quân, mưu đồ, tiến nấn ra ngoài bờ cõi. Về đối ngoại, đối với Trăm Ba năm 1651, quốc vương Chiêm Thành là Porô Mất, Uh, Ponarup nên làm quốc vương kế vị theo sử trăm. Uh, Ponarup là em cùng mẹ khác cha với Porom. Năm 1653 quốc vương chiêm thành là Ponarup sang quấy Nhiễu vùng đất Phú Yên. Chúa hiền niền sai quan cai cơ là Hùng Lộc đánh lãnh 3.000 quân sang đánh. Quân đến Phú Yên tiếp tục vượt đèo Hổ Dương núi Thạch Bi nhân lúc đêm tối đánh thẳng vào thành phóng lửa đánh gấp phá được uh, Ponarup trốn chạy. Uh, Ponarup Polarup sai con là xác bà ân dâng thư xin hàng chúa hiền thuận cho y lấy sông phan Rang, làm ranh giới vùng phía đông đến địa đầu phú yên đặt làm hai phủ thái khang và diên ninh đặt diên thái khang do hùng lộc chấn giữ phần phía tây vẫn thuộc về trăm và bắt giữ lệ cống Về chân nạp bên cạnh quốc vương Chiêm Thành, tình hình vương quốc chân nạp bấy giờ cực kỳ rối ren, Chú cháu anh em tranh quyền đoạt vị tàn sát lẫn nhau, vị vua mới nên ngôi theo đạo hồi gây ra xung đột giữa các tầng lớp dân dân. Năm 1658, hai con còn sống sót của uh, Pi O và Yang Su và an Tan giấy binh chống lại vua chân nạp. Uh, Rama Thi Padi nặc ông chân nhưng thất bại. Hai người này tìm kiếm lời khuyên của Thái hậu Ngọc Vạn. Ang Su và An Ta đã cầu cứu Phúc Tần. Chúa Hiền sai phó tướng Dinh, Trấn Biên, Phú Yên, Đảng Nguyễn Phước Yến Dẫn 3.000 quân Đến thành Hưng Phước bấy giờ là Mỗi Suy, nay thuộc huyện Phúc An Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Phá được thành rồi tiến vào bắt Rama Thipadi I bỏ vào lồng sắt Đem về giam ở Quảng Bình Năm 1659 Rama Thipadi I đã được phóng thích Vì chú Hiền muốn ông ta gây ảnh hưởng Lên người kế nhiệm Nhưng ông ta đã chết trên đường về quốc vương Về vương quốc Nhờ sự can thiệp của người Việt Mà Sa làm làm được làm quốc vương xưng là ba rôm năm đóng tại nông úc nọc on làm phó vương thành sài gòn đổi các quốc vương chân nạp phải thuần phục đảng trong và thực hiện triều cống định kỳ vì sự phụ thuộc quá lớn vào chú nguyễn đảng trong dẫn tới hệ quả người việt tràn đến sinh sống và kiểm soát những vùng đất thuộc chân nạp tháng 12 năm 1672 quốc vương ba rôm năm bị bô tâm giết chết rồi cướp ngôi bô tâm xưng là chây ta tha ba Để qua đời ngày 19 tháng 3 năm Đinh Mão tức ngày 30 tháng 4 năm 1687 chú Hiền không được khỏe cho triệu con thứ là Nguyễn Phúc Thái đến bảo rằng ta bình sinh ra vào gian hiểm giữ nhà giữ nước con nối ngôi phải sửa thêm nhân chính cho yên bờ cõi các quan văn võ đều do ta cất dùng để mưu mọi bề đừng để bọn tiểu nhân len vào sau đó nguyễn phúc tần triệu các quan lại đại thần tới và bảo rằng ta với các khanh một chí hướng với nhau mà công việc mưu đồ chưa chọn nay con ta tuổi còn nhỏ mong nhờ các khanh giúp đỡ cho công việc của tổ tông rõ ràng đừng quên lời ấy nói rồi ông qua đời thọ 68 tuổi nong mộ tại làng hải cát huyện huyện hương trà tỉnh thừa thiên năng ông được đặt tên là trường hưng lăng Thụy của ông là à, công cao Đức Hậu Dũng Chiết Vương. Vào đời Vũ Vương Nguyễn Phúc Quát, ông được tặng miếu hiệu là Nghị Tổ Thụy Hiệu Cải Thành. Tuyên uy kiến Vũ Anh Minh Trang tránh Thánh Đức Thần Công Hiếu Chiết Vương. Sách Đại Nam Thực lục Tiền Biên có nhận xét về công nghiệp của Chúa Nguyễn Phúc Tần. Bây giờ trong cõi vô sự thóc lúa được mùa, Chúa càng sửa sang chính sự, không xây đài tạ, không gần con hát, gái đẹp, bớt nhẹ... À, nao dịch thuế má chăm họ vui vẻ đều khen là thái bình con ông là Nguyễn Phúc Tái nên kế nghiệp tức là chúa nghĩa thì trong số ngày hôm nay Trung đã chia sẻ về vị chúa thứ tư của chúa Nguyễn thứ tư của chính quyền đàng trong đó chính là chúa Nguyễn Phúc Tần thì ông cũng là một trong những vị chúa anh minh giúp cho chính quyền đàng trong được mở rộng về phía nam cũng như là đã giúp cho những nước như chân nạp hay là uh, chiêm thành có được uh, những cái vị vua mà theo uh, Chúa nguyễn chính vì vậy mà người dân cũng đã um, di cư vào những cái vùng đất đó do ảnh hưởng của chính quyền đằng trong và ông đã truyền ngôi cho con là nguyễn phúc thái ông chính là một trong những cái vị chúa mà có thể trị vì rất là lâu là được 40 năm từ năm 1648 đến năm 1687 và ông hưởng thọ 68 tuổi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo